Đều đều.
Xin được mến chào quý vị khán giả của VFTV. Đội trưởng là anh Tiến, Minh Tiến số 3. Số 3. Chúng ta đã... Thủ môn là anh Tiến, Tiến số mấy? Quang Tiến, đúng rồi. Chúng ta đang có mặt trên sóng của VFTV. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với trận tranh hạng 3. Phạm Trung. Giải bóng đá chào thu, Tứ Hùng chào thu năm 2023. Minh ơi, mày tên gì nhỉ? Minh Quảng Ninh nhá. Minh Quảng Ninh. Công Minh. Có rồi đúng không? Cần đội hình dự bị không? Thôi không cần, em có hết, tí thay em ấy sau. Xin được mến chào các quý vị khán giả, chúng ta đang có mặt trên sóng của VFTV và ngày hôm nay sẽ là trận đấu tranh hạng 3. Giải bóng đá Cúp Tứ Hùng chào thu năm 2023, trận đấu giữa các cầu thủ FC Họ Phạm và cùng với đó là FC anh em 4A cộng. Và để cho quý vị và các bạn thuận tiện theo dõi hơn, chúng tôi xin phép đọc đội hình ra sân của cả hai đội. Với các cầu thủ anh em của FC anh em 4A cộng, chúng ta sẽ có thủ môn mang áo số 1 đội trưởng Mạnh Onana, cầu thủ mang áo số 4 Thích Pháp Hòa, số 12 Tuyền Marcelo, số 66 Lập Châu, số 37 Nguyễn Hùng, số 2 Việt Bếp, số 9 Hùng Bóng Đêm. Các cầu thủ của FC anh em 4A cộng sẽ là những cầu thủ mặc áo xanh nhạt, quần xanh nhạt sẽ bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn. Với các cầu thủ FC Họ Phạm, chúng ta sẽ có số 96 Phạm Tuấn Anh, số 99 Công Bình, số 9 Phạm Nằng, số 1 thủ môn Quang Tiến, số 3 đội trưởng Minh Tiến và cuối cùng là số 20 Minh Tân. Các cầu thủ của FC Họ Phạm họ sẽ trang phục áo xanh đậm, quần xanh đậm sẽ ở bên phía tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Và những người giao bóng sẽ là các cầu thủ anh em Họ Phạm. Chúng ta đang chờ những tín hiệu cuối cùng của trọng tài để trận đấu của chúng ta có thể bắt đầu. Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có thể sẽ có thêm một danh hiệu nữa là cầu thủ đẹp trai nhất giải đấu. Và đây sẽ được tính xem các quý vị và các bạn sẽ bình chọn cho ai. Và trận đấu của chúng ta chính thức bắt đầu với quyền giao bóng của các cầu thủ Họ Phạm. Được chuyển về cho đội trưởng Minh Tiến. Đây là Phạm Trung. Cắt bóng tốt Lâm Châu. Cơ hội. Suýt gôi Lâm Châu. Bàn thắng từ rất sớm. Rất bất ngờ. Xuất phát từ đường chuyền của cầu thủ mang áo số 9 Hùng Bóng Đêm. Một cú sút khá bất ngờ dành cho thủ môn bên phía cầu thủ Họ Phạm. Và đó cũng là nguồn cơn để cho bàn thắng của Lập Châu. 1-0, bàn thắng đến từ rất sớm. Sẽ có đá biên cho thủ anh em 4A cộng. Tuyển Marcelo. Cơ hội tốt. Vẫn chưa có tình huống tiếp bóng. Bóng sượt qua cái chân của Hùng Bóng Đêm.
Công Minh. Được chuyển về cho số 12 bên phía cầu thủ họ Phạm. Đây là Tuấn Ảnh. Tiếp tục là Tuấn Ảnh. Coi. Tình huống bóng, tình huống sút bóng hơi trượt. Phạm Trung. Công Minh. Đường chuyền về cho Phạm Trung. Tiếp tục là Công Minh. Đổi cánh tốt. Các cầu thủ của anh em 4A cộng pressing rất nhanh. Tuyển Marcelo. Tuyển Marcelo bây giờ sẽ là người mang tấm băng đội trưởng của cầu thủ anh em 4A cộng. Đá biên cho cầu thủ anh em 4A cộng. Chờ bóng. Thịnh Bếp. Không phải, đó là Việt Bếp thì đúng hơn. Xoay sở tốt. Mạnh Tân. Công Bình vẫn chưa thể đi bóng qua được cầu thủ. Một cái bóng offside. Trận đấu cùng giờ chúng ta cũng sẽ có được trận chung kết. Trận đấu so tài giữa các cầu thủ bên phía họ Đào và các cầu thủ họ Lại. Sau khi chiến thắng các cầu thủ họ Phạm trên chấm penalty, trên chấm đơn lưu, thì họ Phạm, họ Lại sẽ là những người tiếp bước vào trận chung kết. Họ sẽ gặp một họ Đào với một chiến thắng rất thuyết phục giữa trận đấu với anh em 4A cộng. Bây giờ sẽ là đá góc dành cho cầu thủ anh em 4A cộng. Tuyển Marcelo đứng trước bóng. Cơ hội. Phản công cho các cầu thủ anh em họ Phạm. Vẫn còn. Đường đá gót Công Minh. Lập Châu rất xông xáo. Đã có lỗi rồi. Người bị phạm lỗi là trường hợp của Minh Tân. Minh Tân. Tiếp tục có lỗi. Các cầu thủ anh em 4A cộng pressing rất dạt. Tiếp tục có lỗi. Lỗi của Việt Bếp. Tiếp tục là đá phạt cho các cầu thủ anh em họ Phạm. Tuyển Marcelo đã có lỗi đẩy sau. Lập Châu. Rất dẻo. Tuyển Marcelo. Việt Bếp. Chờ bóng lên. Công Minh. Không phải. Đó là đội trưởng Minh Tiến. Tiếp tục là Minh Tiến. Phạm Trung. Quyết định chống khe của Phạm Trung.
nhưng đã bị cầu thủ mang áo số 4 bên phía các cầu thủ anh em 4A cộng đọc bài. Coi! Đã có lỗi đẩy sau. Tiếp tục là Việt Bếp. Không phải vậy là không có lỗi bên phía các cầu thủ 4A cộng, mà đó là tình huống đá góc. Trọng tài tuyết còi cứ ngỡ như là đã có một tình huống đá phạt, thậm chí có thể là penalty. Chạm bóng vào! Nỗ lực sút bóng vừa rồi là của Công Minh. Vẫn chưa có thể có một tình huống áp sát vào đến từ vị trí của số 9 bên phía anh em 4A cộng. Lập Châu! Lập Châu vẫn rất khỏe. Hai trận anh chạy như không hề bị mất sức vậy. Trận trước với họ Đào anh chạy cũng rất khỏe. Trận này cũng thế. Dường như vẫn có một nguồn năng lượng rất dồi dào trong con người của Lập Châu. Bắt bài mất rồi. Tuấn Anh. Phạm Trung. Đào Năng. Không phải Phạm Năng. Đá biên cho thủ họ Phạm. Đã có lỗi rồi. Lỗi đẩy sau của số 20 bên phía các cầu thủ họ Phạm. Phút thứ 8 của trận đấu. Kịp không? Không kịp rồi. Và bên phía trận đấu giữa các cầu thủ họ Đào và các cầu thủ họ Lại đã có bàn thắng dẫn trước. Bàn thắng dành cho các cầu thủ họ Lại. Hai trận đều đang có cho mình tỷ số là 1-0. Chờ bóng. Không hề có lỗi. Thích Pháp Hòa. Đường truyền sai rồi. Minh Tân. Đây là Công Minh. Đường truyền cho Phạm Trung. Phạm Trung. Lập Châu vẫn rất xông xáo. Tiếp tục là Lập Châu. Đã có lỗi rồi. Tính chất của trận đấu đang rất căng thẳng. Tuấn Anh. Chéo bóng lên. Cơ hội Công Minh. Đã có tình huống phạm lỗi. Tình huống vừa rồi thì Pháp Hòa vào rất rát. Đá phạt trực tiếp cho cầu thủ họ Phạm. Một khoảng cách hơi chếch về bên phía góc trái khung thành. Cự ly thì cũng khá gần. Và những cái phương án
sút thẳng là có thể xảy ra, nhưng được ưu tiên cho những phương án an toàn và hiệu quả hơn. Phạm Trung, tình huống dứt điểm của Phạm Trung. Mỗi tội bóng bay vọt xả, không phải có lẽ là đã chạm chân một cầu thủ áo xanh rồi. Và tiếp tục sẽ đá góc cho cầu thủ họ Phạm. Công Minh đang đứng trước bóng. Tiếp tục là đá biên. Chơi bóng vào. Tiếp tục. Còn một tình huống gì đây? Vậy là penalty rồi. Trọng tài cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ bên phía các cầu thủ anh em 4A cộng. Sẽ là đá penalty. Cơ hội để săn bằng tỷ số cho các cầu thủ họ Phạm. Đứng trước bóng đang là số 20, Minh Tân. Không phải vậy là Công Minh sẽ là người thực hiện quả penalty này. Công Minh rất căng. Căng như kẻ chỉ vậy. Bàn thắng san hòa. Tỷ số hiện tại là 1-1. Trận đấu đã quay trở về vạch xuất phát rồi. Quyền giao bóng bây giờ sẽ quay trở lại với các thủ anh em 4A cộng. Không được. Và đã có một cầu thủ đang nằm sân. Đó là Tuấn Anh. Phạm Tuấn Anh có lẽ đang rất đau. Tuấn Anh đang vẫn tỏ ra rất đau. Có lẽ với tình trạng như thế này thì anh đã không thể thi đấu được nữa rồi. Một chấn thương tới bắp đùi. Nhưng vẫn sẽ là tình huống đá phạt dành cho các cầu thủ anh em 4A cộng. Đội trước bóng đang là Việt Bếp. Việt Bếp! Quyết định sút luôn của Việt Bếp. Một ý đồ khá táo bạo.
Tuyển Marcelo cắt bóng tốt. Bóng vẫn thuộc về các cầu thủ anh em 3-4A cộng. Vậy là cầu thủ số 28 bên phía các cầu thủ họ Phạm cũng sẽ được cho vào sân. Đó là Quang Linh. Coi! Tình huống xoay người sút bóng của Việt Bếp. Phạm Trung. Vậy là Công Minh cũng đã bị đau. Có lẽ là tình huống tiếp đất sai sau pha đánh đầu vừa rồi của Công Minh. Cũng đúng thôi khi mà việc thời tiết đang rất nóng. Với cả thi đấu trong một cường độ dày đặc. Hai trận trong một buổi sáng. Việc các cầu thủ bị chấn thương là cũng điều có thể hoàn toàn xảy ra. Vậy là cầu thủ mang áo số 19. Đó là Trường Junior. Cũng sẽ vào sân thay cho vị trí của Công Minh để lại. Minh Tân. Bóng vẫn còn trong cuộc. Tiếp tục là Minh Tân. Được chuyền cho Phạm Trung. Phạm Trung, Trường Junior. Xin lỗi, đó là Trưởng Junior. Tiếp tục là đá góc dành cho các cầu thủ anh em 4A cộng. Cơ hội Việt Bếp. Coi, vẫn chưa thể có bàn thắng. Cú sút chạm xà. Khó thế mà cũng làm được. Cú sút đến từ Hùng bóng đệm. Khi mà một mình anh một gôn trống. Việc rất nhẹ nhàng là chạm bóng đưa bóng vào khung thành thôi. Việc đó khó hơn cả việc đưa bóng chạm vào cột dọc mà Hùng bóng đệm cũng làm được. Hùng bóng đệm. Làm gì đây? Tuyến Marcelo. Tiếp tục là tuyến Marcelo. Được chuyền cho Hùng bóng đêm hơi nhẹ. Trưởng Junior. Không thể qua được Lập Châu. Lập Châu khỏe quá, thích pháp hòa. Lập Châu. Treo bóng lên. Hơi mạnh của Lập Châu. Bóng chạm tay rồi. Bóng hơi nảy Công Minh có lẽ không phải Quang Linh có lẽ đỡ hơi chớ. Đội chuyền nhanh Việt Bếp. Rất nhiều cơ hội rồi. Vẫn chưa thể đưa bóng được vào khung thành của thủ môn bên phía các cầu thủ họ Phạm đó là Quang Tiến. Quang Linh. Ý đồ định đi bóng của Quang Linh. Minh Tân. Minh Tân. Tiếp tục là Minh Tân. Hai cầu thủ bên phía 4A cộng vào truy cản Minh Tân.
Đá phạt cho cầu thủ họ Phạm. Đứng trước bóng đó là vị trí của đội trưởng mang áo số 3 Minh Tiến. Bên ngoài thì cũng có cả số 18 Đức Luân nữa. Đức Luân! Ý đồ cớ lòng của Đức Luân. Thời gian thi đấu của hiệp 1 không còn nhiều. Trận đấu hiện tại vẫn đang là một đều, chia đều cho cả hai đội. Đã có cái tay thừa rồi. Hùng bóng đêm có lẽ đã bị một tình huống vung tay hơi thừa của Phạm Trung vào mặt. Một tấm thẻ vàng được rút ra dành cho Phạm Trung. Tuyến Marcelo. Thích Pháp Hòa. Ôi dồi ôi. Tình huống có lẽ là ý đồ phá bóng của Thích Pháp Hòa. Quang Linh. Tiếp tục là Quang Linh. Đó cũng là tình huống cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Chúng ta cùng tạm nghỉ trong ít phút. Và rồi chúng ta sẽ cùng quay trở lại hiệp thi đấu thứ hai. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở hiệp thi đấu thứ We'll be right back.
Xin được mến chào quý vị khán giả, chúng ta cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu tranh hạng 3 giữa các cầu thủ họ Phạm và các cầu thủ của anh em 4A cộng. Ở hiệp thi đấu thứ hai này thì hai đội đổi sân cho nhau. Với các cầu thủ anh em 4A cộng thì có lẽ họ vẫn giữ nguyên đội hình của mình. À không, Nghĩa Movic đã được tung vào sân rồi. Tiếp đó là số 22 Trường Thiên cũng đã được cho vào sân. Với các cầu thủ họ Phạm, họ cũng đã tung cho mình sự trở lại của Công Minh, số 99. Và tiếp theo đó là trường hợp của số 16 Phạm Thanh, số 4 Phạm Dương, và cùng với đó là số 8 Chiến Thắng. Đây là Công Minh. Cơ hội, tình huống đánh đầu rất tốt của Việt Bếp.
phát bóng lên, đây là Công Bình. Xoay sở rất tốt. Ở thời điểm hiện tại thì đội trưởng của các cầu thủ họ Phạm sẽ là Chiến Thắng. Chiến Thắng sẽ là người thực hiện quả đá phạt này, treo bóng vào. Tuyển Marcelo. Treo bóng lên. Cơ hội tốt. Lập Châu. Lập Châu bị theo sát bởi Công Minh. Phát bóng lên. Nghĩa Movic. Nhà về cho Việt Bếp. Việt Bếp. Vẫn chưa thể có được những tình huống sút bóng chính xác. Nhưng sự xử lý bình tĩnh đến từ phía các cầu thủ của cả hai đội. Công Minh. Không qua được Lập Châu. Lập Châu thực sự rất khỏe. Đúng với cái tên Lập Châu. Lập Châu chạy cả hai trận thực sự... Khả năng về thể lực của anh thực sự vẫn chưa thể hao mòn. Cơ hội. Tiếp tục là một cú sút bóng chạm cột dọc. Việt Bếp. Đã có lỗi rồi. Lỗi của Phạm Dương. Sẽ có một tấm thẻ vàng đã được rút ra. Đó là những nỗ lực ngăn cản Việt Bếp. Thực sự là không bắt buộc phải vào bóng theo tình huống như thế khi mà ở dưới hàng phòng ngự của cầu thủ họ Phạm vẫn còn rất nhiều. Tuyển Marcelo, Nghĩa Movic tiếp tục vẫn còn khó. Đá biên cho các cầu thủ anh em 4A cộng. Nguyễn Hùng sẽ là người đứng trước bóng. Chạy bóng vào. Công Minh là người phá bóng tốt. Tiếp tục là đá góc cho cầu thủ 4A cộng. Cơ hội. Hơi khoai. Sau đó tình huống phát bóng lên đến từ thủ môn Quang Tiến. Nghĩa Movic. Cơ hội Việt Bếp. Tình huống khống chế không được gọn cho lắm của Việt Bếp. Thời tiết đang ngày càng khắc nghiệt hơn. Để chính chúng tôi là những người ngồi công tác tại trận đấu này. Chúng tôi không phải là những cầu thủ, chúng tôi còn thấy nóng. Thì nói gì đến những cầu thủ của chúng ta. Nguyễn Hùng. Làm gì đây? Đường truyền sai địa chỉ của Nguyễn Hùng. Chạy bóng lên, kịp không đây? Không kịp rồi. Lập Châu, chạy bóng rất cao. Chạy
Nhật Bếp. Đường chuyền cho Nguyễn Hùng. Cơ hội Nghiêm-ô-vích. Bóng đã chạm tay. Đá phạt dành cho các cầu thủ anh em 4A cộng. Nguyễn Hùng có lẽ là người sẽ thực hiện quả đá này rồi. Quyết định sút thẳng. Bóng chạm chân vào Thiên Trường. Tuyến phát bóng rất cao. Trường Thiên phá bóng tốt. Đây là Việt Bếp. Nguyễn Hùng. Công Minh. Phá bóng tốt. Người chơi nhỉnh hơn tính từ thời điểm đầu hiệp 2 đến thời điểm hiện tại. Vẫn là các cầu thủ bên phía anh em 4A cộng. Họ chơi sông sáo hơn tại mọi điểm nóng trên sân, cũng như là có những tình huống phát động tấn công tốt hơn. Tình huống treo bóng hơi cao vừa rồi là của Phạm Trung. Việt Bếp. Đã có lỗi rồi. Tuyển Marcelo quyết định treo bóng vào. Sẽ là đá biên cho cầu thủ anh em 4A cộng. Trước bóng là tiền Marcelo. Chơi bóng vào. Tình huống ôm bóng chưa gọn cho lắm. Nhưng không sao. Khó quá. Được Luân vẫn bị kèm rất chặt bởi Trường Thiên. Hơi nguy hiểm. Tiếp theo đó thì là tình huống phá bóng hơi lỗi của Thế Anh Nani. Không phải, đó là ý đồ truyền thì đúng hơn. Thay người. Đến từ phía các cầu thủ anh em 4A cộng. Cùng với đó có lẽ là các cầu thủ họ Phạm. Số 20 bên phía họ Phạm. Đó là Minh Tân. Quay trở lại sân. Bên phía các cầu thủ của anh em 4A cộng thì sẽ có trường hợp của số 17 Trung Hiếu. Thế Anh... Không phải, đúng rồi, Thế Anh Nani cũng đã quay trở lại sân. Trường hợp của Thế Anh Nani tôi nghĩ là sẽ thay cho Nguyễn Hùng rồi. Thế Anh Nani hơi khó để qua được Minh Tân, nhưng mà vẫn sẽ có đá biên cho các cầu thủ của họ. Không phải, anh em 4A cộng. Xét về tỷ lệ đá biên cũng như đá góc thì có lẽ là anh em 4A cộng hơi nhỉnh hơn. Bên phía của họ Phạm hơi đuối hơn một tí. Có lẽ là cũng một phần là do các cầu thủ của 4A cộng họ còn vẫn còn rất nhiều thể lực dồi dào. Hai trận đấu tính tới thời điểm hiện tại, việc vẫn còn sức thi đấu như thế này thực sự là rất đáng kinh phục. Thứ hai nữ bóng chơi.
kia bao nhiêu? Bên kia, bên kia bao nhiêu? Dũng ơi. Sẽ là phát bóng lên cho họ Phạm. Không phải, đó là đá biên rồi. Treo bóng lên. Tuyến Marcelo là người chủ động phá bóng. Bóng vẫn còn. Tuyến Marcelo. Thế anh Nani. Tiếp tục là tuyến Marcelo. Hơi lập bập. Cơ hội Công Minh. Tiếp tục là Công Minh làm gì đây? Ôi giời ơi. Vẫn chưa thể có bàn thắng cho các cầu thủ họ Phạm. Cái gì đang xảy ra vậy? Con trống mà bóng vẫn có thể chạm được cột dọc thì cũng thực sự là hơi bất ngờ. Thực sự là phải có được những tình huống sốc lại tinh thần thôi. Bên phía trận đấu giữa các cầu thủ họ Lại và họ Đào thì tỷ số vẫn là 1-0 nhưng với các cầu thủ họ Lại. Công Minh. Ngày hôm nay thì rất nhiều những tình huống đối mặt với khung thành, thậm chí là có cả gôn trống. Nhưng các cầu thủ vẫn đệm bóng vào cột dọc. Cho bóng vào. Tình huống đỡ bước một của Minh Tân hơi khó. Thay người. Lập Châu cho ra nghỉ rồi. Khiêm Khờ sẽ là người được cho vào sân. Khiêm Khờ ở trận đấu trước thì chơi cũng rất xông xáo. Lập Châu có lẽ cũng mệt rồi. Đá hai trận cũng mệt. Minh Tân. Minh Tân. Tiếp tục là Minh Tân. Xoay sở tốt. Khó. Vẫn là Minh Tân. Không hề có lỗi. Trận đấu tiếp tục. Thế anh Nani. Thế anh Nani làm gì đây? Đẩy sau rồi. Có lỗi đẩy sau. Đá phạt. Sút xa. Quyết định sút thẳng. Quyết định khá táo bạo. Cũng là một giải pháp giải tỏa của Nghĩa Mô Vích. Công Minh. Ý đồ ngả người móc bóng để truyền của Công Minh. Công Minh. Công Minh tiếp tục bị chấn thương rồi. Có lẽ tầm này là khó. Vậy là trưởng Junior sẽ tiếp tục thế vào chỗ của Công Minh. Chờ bóng vào. Bóng tiếp tục cho các cầu thủ họ Phạm. Khiêm Khờ cắt bóng rất tốt. Phạm Trung. Minh Tân. Chuyền về cho Phạm Trung. Nghĩa Mô Vích. Làm gì đây? Tình huống đánh bóng không rõ địa chỉ. Minh Tân. Rất dẻo. Minh Tân qua người tốt. Tiếp tục là Minh Tân. Được truyền cho đội trưởng. Phạm Luân. Tiếp tục là Phạm Luân. Được truyền cho Phạm Trung.
cơ hội. Tuyến 2. Bóng chạm vào cái đầu của Khiêm Khở. Có tín hiệu thay người. Thịnh Zidane được cho vào sân. Thịnh Zidane có nghĩa là sẽ thay thế vị trí của Nghĩa Mô Vích. Thịnh Zidane ở trận trước thì cũng đã ghi được cú đúp cho mình rồi. Đây có sẽ có lẽ là một nhân tố sáng để giúp cho thế trận có thể thay đổi. Đến phía các cầu thủ của anh em 4A cộng. Tiếp tục là đá biển. Chiếc bóng đang là số 8 chiến thắng. Cơ hội Khiêm Khở. Phản công. Tình huống chuyền lỗi của Khiêm Khở. Thế anh Nani chủ động pressing. Được chuyền hơi vội. Nếu như tình huống đấy Khiêm Khở dê bóng lên khoảng độ một chút nữa rồi chuyền có lẽ đã đẹp hơn. Phá bóng tốt. Thế anh Nani. Được chuyền vào hơi non. Các cầu thủ của chúng ta xử lý vẫn đang hơi vội. Trung Hiếu. Không phải, đây là Khiêm Khở. Được chuyền cho Trung Hiếu. Trung Hiếu ý đồ chọc khe. Bị bắt bài mất. Chéo bóng. Phạm Luân. Tình huống có lẽ là hơi bị gọi là hiểu nhầm ý trọng tài. Bác tài chỉ góc, Phạm Luân có lẽ là tưởng là hết gôn. Cũng nên tránh những tình huống như vậy. Nếu không sẽ khả năng cao có thể nhận một tấm thẻ. Lỗi phản ứng. Đây là Thế Anh Nani. Thế Anh Nani. Tiếp tục là Thế Anh Nani. Vậy là bên phía trận đấu giữa họ lại và họ đào, họ lại đã nâng tỷ số lên 2-0. Thực sự là nếu như trận đấu này kéo vào những loạt sút luân lưu, thực sự là các cầu thủ sẽ rất nản. Cơ hội tiếp tục là một cú sút. Không phải có tình huống chạm tay, Thịnh Zidane. Trường Thiên phá bóng tốt. Phạm Trung. Thịnh Zidane. Làm gì đây? Được chuyền tốt này. Trung Hiếu. Trung Hiếu làm gì đây? Thịnh Zidane. Minh Tần. Tiếp tục là Thịnh Zidane. Không hề có lỗi. Cơ hội này. Hiện trường. Can thiệp rất kịp thời. Phút thứ 45. Thời gian thi đấu của hiệp 2 còn 5 phút. Không tính thời gian bù giờ. Có lẽ là bù giờ của trận đấu này. Hiệp đấu này có lẽ sẽ là 3 phút. Nếu xét về những tình huống đá biên, đá góc cũng như là đá phạt, tính thêm cả chấn thương nữa, khoảng 3 phút là sẽ hợp lý. Tiếp tục là đá biên cho các cầu thủ họ Phạm. Chạm bóng vào. Ra vào hợp lý. Coi vẫn chưa thể có bàn thắng. Và đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu. Trọng tài quyết định cho trận đấu dừng sớm 5 phút. Cũng hơi bất ngờ. Và bây giờ hai đội sẽ tiến đến loạt sút luân lưu.
là lưu à? Vậy là trận đấu của chúng ta sẽ không có đá luân lưu. Trận đấu này hai đội sẽ cùng nhận giải ba. Đồng giải ba chia đều cho cả hai đội. Xin chúc mừng hai đội bóng. Và cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trận đấu này trên sóng của VFTV. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những trận đấu sau.